Kính thưa quý vị và các bạn, bên đây chúng ta có một cái tòa châm và về ngũ hành. Trong cái tòa này thì nói về vấn đề cái nhiệt trong cơ thể nó quá cao, thì sử dụng cái tòa này nó sẽ hạ nhiệt. Là bây giờ chúng ta thử tìm hiểu cái tòa này xem nó như thế nào. Trong tòa này thì chúng ta có một số các huyệt nó liên quan đến huyệt ngũ du và huyệt cục bộ. Chúng ta có huyệt khúc trì, nội đình, phong trì, phong môn và ủy trung. Trong năm huyệt này thì chúng ta có 3 huyệt thuộc về ngũ du, 2 huyệt thuộc về a thị. A thị huyệt chúng ta có phong trì và phong môn, tức là các huyệt nó thuộc về trên phần đầu và gáy. Giả sử như cái nhiệt của nó bốc lên thì chúng ta sử dụng phong trì với phong môn. Còn các huyệt mà trong ngũ du thì nó có khúc trì, nội đình và ủy trung. Trong cái tòa này thì chúng ta thấy nó có một cái điểm đặc biệt là người ta sử dụng nội đình và ủy trung, tức là hai huyệt nằm ở trên kinh vị. Khúc trì nằm ở trên kinh đại trường, tức là người ta sử dụng kinh dương minh để hạ nhiệt đó. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu xem các huyệt này nó khi đưa vào lục khí thì nó có giá trị như thế nào. Thì đương nhiên là chúng ta phải quân bình nó, đúng không? Chúng ta có huyệt khúc trì. Huyệt khúc trì nằm ở trên kinh đại trường. Kế đến chúng ta có huyệt nội đình. Huyệt nội đình là huyệt vinh ở trên kinh vị. Và huyệt chót là huyệt ủy trung, thuộc về kinh bàng quang. Nào, bây giờ trong 3 huyệt này thì chúng ta có 2 huyệt hợp. Huyệt hợp đó là huyệt khúc trì và huyệt ủy trung. Thì trong 2 huyệt hợp này thì nó sẽ được kết hợp với huyệt tĩnh của kinh âm. Chúng ta lấy huyệt khúc trì, vì huyệt khúc trì nằm ở tại bộ thổ, cho nên chúng ta sẽ lấy tĩnh huyệt của kinh tâm thuộc thử, tức là huyệt thiếu xung. Huyệt thiếu xung sẽ quân bình với huyệt khúc trì. Chúng ta sẽ lấy cái hành của huyệt thiếu xung, chúng ta quân bình nó luôn. Huyệt thiếu xung của nó là mộc, như vậy nó sẽ đi vào bộ mộc ở tại tam tiêu hoặc là ở can. Chúng ta sẽ sử dụng thử huyệt ở trên kinh tam tiêu hoặc là kinh can, thì tùy theo bệnh nhân. Có những bệnh nhân khi người ta sốt cao, thí dụ như vậy, thì nửa phần trên bị sốt thì chúng ta sử dụng kinh tam tiêu, nửa phần dưới mà chúng ta rờ thấy nóng đó, hoặc là đau nhức ở phần chân, thì chúng ta dùng kinh can. Cái đó là cái nguyên tắc khi mà chúng ta chẩn đoán bệnh. Thì ở trên kinh tam tiêu, giả sử như chúng ta chọn thủ châm, thì ở trên kinh tam tiêu sử dụng huyệt thần thử. Thử huyệt của kinh tam tiêu là huyệt chi cấu. Tức là chúng ta đã quân bình xong khúc trì, có 2 huyệt để hỗ trợ quân bình nó. Bây giờ chúng ta qua huyệt ủy trung. Huyệt ủy trung là huyệt hợp ở kinh bàng quang, thì ở trên chúng ta đã biết là huyệt ủy trung là huyệt hợp kinh bàng quang, thì chúng ta vì nó thuộc về kim thì chúng ta liên quan đến mộc, thì chúng ta sẽ sử dụng tĩnh của kinh can. Tĩnh của kinh can là huyệt đại đôn. Huyệt đại đôn hành của nó là hỏa, như vậy nó sẽ vào bộ hỏa, thì ở tại vị và tâm bào chúng ta sẽ chọn hành mộc. Ở đây ở trên kinh vị đã có huyệt nội đình rồi, thì bây giờ chúng ta sử dụng tại kinh vị
nha. Ở trên kinh vị chúng ta sử dụng huyệt hành mộc, mộc huyệt của kinh vị đó là huyệt giải khê, tức là huyệt hành huyệt kinh. Như vậy là chúng ta đã giải quyết quỷ trôn khúc trì. Bây giờ chúng ta sử dụng huyệt nội đình để quân bình, đúng không? Huyệt nội đình ở trong lục khí, nó là vinh huyệt, hành của nó là kim. Như vậy nó sẽ vào bộ kim. Chúng ta đã có trên bộ kim, tức là kinh bằng quang. Chúng ta sẽ sử dụng huyệt hành hỏa, hỏa huyệt của kinh bằng quang là huyệt kinh, đúng không? Là huyệt kinh cốt. Đến đây chúng ta đã giải quyết xong, quân bình xong ba huyệt khúc trì, nội đình và ủy trung. Chúng ta được ở kinh bằng quang, kinh vị, kinh đại trường, kinh tâm tiêu và kinh can, kinh đợm. Thì chúng ta sẽ thấy là kinh hạch, tức là bộ thủy không có huyệt, đúng không? Rồi. Bây giờ tôi hỏi quý vị một cái điểm đặc biệt, là trong cái toa này nó nói về vấn đề hạ nhiệt ở trong cơ thể. Nếu chúng ta sử dụng các huyệt ở trong toa, tức là nội đình, khúc trì, ủy trung, ba huyệt đó, cái nhiệt nó có hạ hay không? Nếu mà nó hạ thì nó rất là ít và kém hiệu quả. Khi chúng ta sử dụng quân bình nó, thì chúng ta có các huyệt vừa rồi là nó bao gồm các kinh, nhưng mà riêng kinh thủy, tiểu trường và thận không có huyệt, thì đủ lực, nó đủ lực để hạ huyệt. Nắm cái phần này. Nào, bây giờ chúng ta ở trong cái toa này, nó có du huyệt chưa? Chưa. Bây giờ chúng ta sẽ thêm du huyệt vào để tăng lực hạ nhiệt, đúng không? Rồi, bây giờ quý vị sẽ thêm du huyệt ở đâu? Chúng ta có kim mộc, thổ thử và thủy hỏa. Chúng ta có ba lỗ: lỗ thiên, lỗ nhân và lỗ địa. Chúng ta được quyền cho du huyệt ở trong hai lỗ đó hoặc một lỗ đó. Nào, chúng ta có quyền sử dụng kim mộc và thổ thử có du thì thủy hỏa không du. Chúng ta có quyền lấy kim mộc và thủy hỏa có du thì thổ thử không có du. Chúng ta cũng có quyền lấy thủy hỏa có du và thủy hỏa và thổ thử có du thì kim mộc không có du. Quý vị nắm này chưa? Chúng ta cũng đã học chỉ cần một lỗ có du, hai lỗ kia không có du, học chưa? Tức là chúng ta chỉ cần lấy kim mộc có du, bốn cái anh kia không có du, học chưa? Học rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ bàn sau, đi sâu vào phần chi tiết sẽ đi sâu thêm. Bây giờ chúng ta lấy hai lỗ có du và một lỗ không có du. Muốn lấy cái này thì chúng ta có nhiều cách lắm thưa quý vị, có nhiều cách lắm. Cái cách đơn giản nhất là chúng ta xem ở cái lỗ nào nhiều huyệt nhất, chúng ta lấy cái đó làm du. Tôi lấy ví dụ giữa thủy hỏa nó chỉ có hai huyệt nội đình và giải khê. Lỗ kim mộc nó có đại đôn, chi cấu, quỷ trung, kinh cốt, bốn huyệt thì chúng ta chọn cái này làm du, có du. Chúng ta thấy thổ thử có hai huyệt, đúng không? Thì như vậy là lấy cái này có du thì chúng ta linh động, chúng ta sẽ sử dụng thổ thử có du. Cái đó là cái
cái nguyên tắc mà chúng ta không tính, chúng ta không tính thời châm, mà chúng ta sử dụng cái lộ nào mà nó có nhiều huyệt nhất, chúng ta lấy cái đó làm có dù. Nắm này chưa? Cái thứ hai là chúng ta xem là cái lộ nào mà nó đủ huyệt, nó quân bình. Tôi lấy ví dụ kim mộc, nó có huyệt của kim, có huyệt của mộc, là chúng ta chọn có dù. Kế đến là thổ thử, chúng ta có huyệt tại thổ, có huyệt tại thử, là chúng ta hỗ trợ thêm dù. Ở thủy hỏa, thủy không có huyệt, thì ra chúng ta chọn cái này làm không dù. Là nó có những cái nguyên tắc mà chúng ta có quyền chọn lựa. Cái lục khí nó có hai chỗ này, chúng ta không cần biết thời châm nó ra làm sao đó, mà chúng ta có thể là chọn theo cái cách nhìn của chúng ta. Một điểm nữa, chúng ta chọn như thế nào? Chúng ta chọn là bây giờ xét về người bệnh, người bệnh đó bệnh ở tay nhiều hơn chân, thì chúng ta chọn huyệt ở tay có dù, cái nào mà ở chân chúng ta sẽ không có dù. Bây giờ chúng ta lấy cái thủ tốt, chúng ta coi kim mộc của chúng ta có một huyệt ở tay, ba huyệt kia ở chân, đúng không? Chúng ta lấy thổ thử thì huyệt thiếu xung ở tay, khúc trì ở tay, rồi huyệt nội đình và giải khê là hai huyệt ở chân. Như vậy nếu chúng ta chọn huyệt ở tay có dù thì chúng ta chọn cái anh thổ thử. Ở cái anh này nó có một huyệt chi cấu, như vậy chúng ta chọn thêm kim mộc thì thủy hỏa sẽ không có dù. Hoặc là nếu chúng ta lấy túc làm nền tảng để chọn dù, thì chúng ta xem ở tại kim mộc chúng ta có ba huyệt thuộc túc, hai cái này chúng ta chọn dù. Rồi ở tại thủy hỏa có hai huyệt thuộc túc, chúng ta chọn dù. Tức là chúng ta lấy cái túc làm nền tảng để chọn dù, thì chúng ta có kim mộc và thủy hỏa, thổ thử là hai huyệt ở tay, không cần chọn dù. Một số các nguyên tắc quý vị có thể chọn thoải mái. Nắm cái này chưa? Được phải không? Rồi. Một cái nguyên tắc nữa là tùy theo bệnh. Có những bệnh mà nó liên quan đến nửa bên mà nó đau nhất nửa bên đó, tức là nó bao gồm cả thủ cả túc, thì chúng ta chọn cái đó làm dù. Có nghĩa là chúng ta lấy cái túc và cái thủ, cái anh nào nhiều huyệt thì chúng ta chọn cái đó có dù huyệt. Bây giờ chúng ta xem nhé, ba cái anh kim mộc là gồm có ba huyệt ở túc, một huyệt ở thủ, tức là có vừa thủ vừa túc, chúng ta chọn cái này có dù. Hai cái anh này nó thuộc về túc, hai cái anh này thuộc về thủ, thì chúng ta chọn cái này làm kim mộc thì thủ và túc nó quân bình, nhưng mà hai cái này nó thuộc về hai kinh riêng biệt đó. Ở kinh bộ thổ có huyệt, ở kinh bộ thử có huyệt, thì hai cái anh này chúng ta chọn vô, cái này nó chỉ nằm ở một kinh mà thôi, đúng không? Đó, mà nó không có thủ ở đó. Đó, anh này không có túc nhưng mà nó nằm ở hai kinh riêng biệt, thì chúng ta có thể là chọn kim mộc, bởi vì nó có vừa thủ vừa túc, nó có cả hai kinh, một thổ một thử. Thì nói là nói như vậy thôi, thì trên lâm sàng quý vị thấy rằng các huyệt đạo ở dưới túc khó điểm hay quên, thật ra quý vị lấy thủ
mà chọn có dù, đúng không? Tùy theo, cái đó là tùy theo. Nào bây giờ chúng ta đưa thời trong vào để chúng ta xét xem cái âm nào mà nó có giá trị cao về vấn đề điểm điểm số. Bây giờ chúng ta xem, ngày hôm nay là ngày 24 tháng 7. À, tôi xin giới thiệu thêm là tuần sau chúng ta có một ngày lễ July 4. Thật ra nhà trường đóng cửa, chúng ta không có lớp vào trong tuần sau nha quý vị. Nào bây giờ chúng ta nói đến năm. Chúng ta có năm Đinh Dậu thì chúng ta có chu kỳ của 10 năm và 1 năm. Bây giờ tôi sẽ vẽ cái bảng tử vi ra đây. Ngọ Mùi Thân Dậu, ở đây là Đinh Dậu. Chúng ta tính ngược, chúng ta tính ngược Quý Nhâm Tân Canh Kỷ Mậu Đinh Bính Ất Giáp thì nó thuộc về chu kỳ của âm Giáp Ngọ. Khởi từ Giáp Ngọ tức là kinh tâm bào lạc, chúng ta tính đây là tỉnh huyệt, thì chúng ta tính thuận lại đi với anh Đinh Dậu thì chúng ta sẽ thấy tỉnh Vinh Du Kinh nó nằm ở chu kỳ của kinh huyệt, kinh huyệt của kinh tâm bào. Thì như vậy cái anh Đinh Dậu là nó nằm một chu kỳ của anh Giáp Ngọ của hỏa, và cái một năm Đinh Dậu nó thuộc về huyệt Chân Sử. Bây giờ chúng ta đưa vào đây thì chúng ta sẽ thấy một điểm của nó tức là bộ hỏa, hai điểm của nó tức là bộ thử, tức là huyệt Chân Sử hành thử, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta tính tiếp. Tháng chúng ta có tháng Đinh Mùi, chúng ta có chu kỳ của 10 tháng và 1 tháng. Ở đây là Đinh Mùi. Chúng ta tính ngược Quý Nhâm Tân Canh Kỷ Mậu Đinh Bính Ất Giáp, nó thuộc về Giáp Thìn. Chúng ta lấy Giáp Thìn tức là bộ mộc thuộc kinh Can, đúng không? Khởi từ kinh Can, chúng ta tính cho đến cái an Đinh Mùi thì tính của Can, Vinh của Can, Du của Can và Kinh của kinh Can, đúng chưa? Thì chúng ta thấy chu kỳ của 10 tháng nó là Giáp Thìn thuộc về mộc. Chu kỳ của 1 tháng nó thuộc về kinh huyệt của kinh Can, tức là huyệt Trung Phong. Huyệt Trung Phong của nó là huyệt Hành Thủy. Như vậy là 3 điểm nó đi vào bộ mộc, 4 điểm nó đi vào bộ thủy. Huyệt của nó là huyệt Trung Phong. Bây giờ tôi ghi tên huyệt vô đây. 1 điểm thuộc hỏa, 2 điểm của nó là thử, tức là huyệt Chân Sử. Tôi ghi vào nằm trong kinh tâm bào đi, Chân Sử tức là được 2 điểm. 3 điểm nó đi vào bộ mộc và về Trung Phong. Trung Phong nằm ở kinh Can, được 4 điểm, đúng không? Tôi nói lại, 1 điểm nó chi phối bộ hỏa, 2 điểm nó chi phối bởi huyệt Chân Sử,
thuộc thử. Ba điểm nó chi phối ở bộ mộc, dương mộc và âm mộc luôn. Bốn điểm nó chi phối ở tại huyệt trung phong, hành của nó làm thủy. Rồi chưa? Chúng ta qua đến chu kỳ của nhâm ngọ, tức là 10 ngày và 1 ngày. Chúng ta đưa vào hoàng tử vi nhâm ngọ nha. Ở đây là nhâm ngọ. Chúng ta tính ngược quý nhâm, tân canh kỷ mậu đinh bính ất giáp, nó thuộc về giáp tuất. Chúng ta lấy anh giáp tuất, tức là bộ kim đó, tức là chúng ta chọn kinh phế. Chúng ta khởi tấn của phế, vinh của phế, du của phế, kinh của phế, hợp của phế. Nó qua cái anh đại trường, tức là tấn của đại trường, vinh đại trường, du đại trường và nguyên của đại trường. Nguyên của đại trường tức là về thập cấp, đúng không? Thập cấp nó thuộc về thổ. Như vậy là ở tại bộ thổ nó được bao nhiêu điểm? Nó được 5 điểm, đúng không? Tại bộ thổ chúng ta có 5 điểm. Mà huyệt hợp cốc này nó thuộc về trên kinh đại trường, hành của nó là mộc. Thì mộc nó sẽ được 1 điểm, tức là 6 điểm tại mộc. Quý vị nắm chỗ này chưa? Rồi, chúng ta đi tiếp. Cái anh nhâm ngọ ở đây, cái chu kỳ của nó là thuộc về thổ, đúng không? Thổ, huyệt của nó là cốc. Rồi bây giờ chúng ta qua cái anh ất tỵ. Tôi bôi cái phần bảng tử vi này đi, chúng ta đưa ất tỵ vào. Ở đây là ất tỵ nha. Chúng ta tính ngược quý nhâm tân canh kỷ mậu đinh bính ất giáp, nó thuộc về giáp thìn. Chúng ta lấy giáp thìn, tức là bộ mộc. Chúng ta khởi từ kinh can, tấn của kinh can, vinh của kinh can. Như vậy là giáp thìn nó thuộc về mộc. Ở tại mộc chúng ta được 1 điểm nữa, tức là 7 điểm, đúng không? Chúng ta được 7 điểm. Và huyệt của nó là vinh huyệt của kinh can, hành giản. Mà hành giản tức là huyệt thổ, đúng không? Như vậy ở tại thổ, ở tại thổ được 1 điểm nữa là 8 điểm. Như vậy chúng ta có ở đây, tức là vinh huyệt của ất tỵ thuộc về mộc và huyệt của nó là hành giản. Sau khi đưa bảng tử vi vào, chúng ta có một cái nhìn như sau. Tính đến năm, chúng ta trong vòng 10 năm, chúng ta có bộ hỏa. Ở đây là giá trị của 10 năm. Chúng ta được 1 điểm. Huyệt của nó 1 năm, tức là huyệt danh sự, chúng ta được 2 điểm. Trong chu kỳ của tháng, chúng ta có 10 tháng và 1 tháng. 10 tháng nó đi vào bộ mộc, nó đi vào bộ mộc, như vậy được 3 điểm.
một tháng nó đi vào huyệt trung phong, nó đi vào huyệt trung phong, mà huyệt trung phong nó thuộc về hạt mộc, à năm thủy. Như vậy ở tại bộ thủy, tại bộ thủy chúng ta được một điểm nữa, là được bốn điểm. Bốn điểm. Chúng ta qua đến chu kỳ của ngày, 10 ngày là thuộc về bộ thổ, một ngày nó thuộc về hợp, hợp cốc. Như vậy là hợp bộ thổ, bộ thổ nó sẽ được 5 điểm, hợp cốc nó được 6 điểm. Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta qua đến giờ, giờ Ất Tỵ thì nó thuộc về bộ mộc. Chu kỳ của nó là 10 canh giờ, thuộc về bộ mộc 7 điểm. Và huyệt của 1 canh giờ, tức là huyệt hành giãn được 8 điểm. Xong chưa? Bây giờ chúng ta tính điểm số nha. Chúng ta tính điểm số thì cái lộ thổ thử là được 15 điểm đúng không? 15 điểm. Cái lộ kim mộc được 9 điểm và lộ thủy hỏa được 5 điểm. Nếu như vậy, chúng ta có lộ thổ thử và lộ kim mộc. Hả? 7 điểm nằm ở tại bộ mộc. Chưa vô. À, bộ mộc, như vậy là chúng ta có bộ mộc, kim mộc chúng ta được 16 điểm, thổ thử chúng ta được 15 điểm và thủy hỏa chúng ta được 5 điểm. Khi đưa thời châm vào thì chúng ta có một cái nhìn sâu hơn, tức là hệ kim mộc và thủy hỏa. Thủy hỏa ít nhất không có dục, kim mộc và thổ thử sẽ phải có dục. Nắm cái phần này chưa? Dạ, yeah. Bây giờ tôi ghi vô đây nha. Tôi đi ghi vô đây nè. Chúng ta sẽ có du huyệt ở tại kim mộc. Chúng ta có du huyệt ở tại thổ thử. Chúng ta có du huyệt ở thổ thử và du huyệt ở kim mộc. Thủy hỏa không có du. Thì đến đây, đến đây, chúng ta khi đưa thời châm vào, chúng ta sẽ có hai nét. Nét thứ nhất là tính thời châm của 10, gồm có 10 năm, 10 tháng, 10 ngày và 10 canh giờ. Khi đưa thời châm vào, chúng ta có cái nét thứ hai, tức là 1 năm, 1 tháng, 1 ngày và 1 canh giờ. Nếu tính vào 1 thì chúng ta sẽ có huyệt, tên huyệt. Nếu tính 10 thì chúng ta chỉ có cái hành của nó mà thôi. Trong cái hành của nó thì cái điểm quan trọng nhất là hành của cái điểm số cao nhất chính là 10 canh giờ. Điểm số thấp hơn 10 canh giờ đó là 10 ngày. Điểm số thấp hơn nữa là 10 tháng và điểm số chót nhất là 10 năm. Thì chúng ta có 10 năm và 10 năm và 1 năm. 10 năm và 1 năm nó đi vào bộ hỏa. Ở tại bộ thủy không có huyệt. Như vậy là thủy hỏa của nó không có dục. Ở đây chúng ta loại bỏ du huyệt ở tại thủy hỏa. Chúng ta sẽ chọn cái chu kỳ của 10 tháng và huyệt là huyệt trung phong đúng không? Tức là được 7 điểm. Nói chung là chúng ta sẽ lấy kim mộc có dục. Rồi bây giờ tôi bôi thì đi cho nó đỡ rắc rối.
khi quý vị chọn huyệt đạo để quý vị châm thì chúng ta có các huyệt sau. Thứ nhất là danh sự, thứ hai là cốc. Thời châm nhé, danh sự, hợp cốc. Thứ ba là hành giảng, đúng không? Hành giảng và trung phong. Đại đô nó nằm ở trong cái phần toa rồi. Ở đây thời châm chúng ta có trung phong và hành giảng. Ở bộ kim không có huyệt. Ở bộ thử chúng ta có huyệt không? Chúng ta không. Như vậy là huyệt nó tập trung ở danh sử, đúng không? Nó tập trung ở tại trung phong, hành giảng và tập trung ở hợp cốc. Nắm cái này chưa? Rồi, bây giờ chúng ta quân bình nó. Tại vì các huyệt mà vừa mới tìm ra chưa quân bình, chúng ta quân bình nó. Chúng ta quân bình danh sử, đúng không? Huyệt danh sử, hành thử, nó sẽ đi vào thử. Thì ở trên kinh tâm chúng ta sử dụng huyệt thành hỏa, tức là huyệt thứ phụ. Ở tại bộ kim không có huyệt, không có huyệt mới tìm ra, nó không có huyệt của thời châm. Ở tại đởm cũng không có huyệt của thời châm. Bây giờ ở tại hỏa chúng ta có huyệt danh sử. Bây giờ ở tại thổ chúng ta có huyệt hợp cốc. Huyệt hợp cốc là huyệt thành mộc, nó sẽ đi vào bộ mộc. Ở tại mộc chúng ta sẽ sử dụng huyệt thành thổ. Chúng ta có huyệt hành giản, tức là hành thổ, đúng chưa? Quân bình rồi, đúng không? Huyệt hành giản là cái huyệt chúng ta mới tìm ra, phải không? Thì nó quân bình với hợp cốc, đúng chưa? Coi như hai anh này xong. Bây giờ chúng ta còn huyệt trung phong. Trung phong hành thủy, như vậy nó sẽ vào bộ thủy. Chúng ta dùng bộ thủy châm cho mộc là quân bình trung phong. Ở tại thủy chúng ta có thể sử dụng tiểu trường hoặc là thật, đúng không? Ở kinh tiểu trường chúng ta chọn tiểu trường thì chúng ta sẽ sử dụng huyệt thành mộc, tức là huyệt vinh của kinh tiểu trường, huyệt cốc. Chúng ta có huyệt tiền cốc, chúng ta có huyệt trung phong, chúng ta có huyệt hành giảng đi với hợp cốc. Xong rồi, đúng chưa? Vô huyệt chúng ta chọn là ở bằng quang, nó đang có huyệt này. Vô huyệt chúng ta chọn thủy hỏa không có, đúng không? Ở trên thử thì vô huyệt chúng ta chọn đang ở kinh tâm, chúng ta sử dụng vô huyệt ở tại thiếu phụ, thiếu xung, tức là huyệt thành môn. Chúng ta có vô huyệt ở tại mộc thì chúng ta đang sử dụng kinh can, chúng ta có huyệt thái xung. Ở chúng ta đang có huyệt ở tại hợp đại trường, chúng ta có vô huyệt tam giang. Nắm này chưa? Rồi, thì cái toa này sau khi chúng ta đưa thời châm vào thì chúng ta nhận thấy rằng bộ mộc nó đi vào 3 và 7, tức là chu kỳ của tháng và chu kỳ của canh giờ, đúng chưa? Huyệt danh sử, và chúng ta có hai số, số 1 và số 2, tức là chu kỳ của 10 năm và chu kỳ của 1 năm. Chúng ta có huyệt số 5 và số 6, đúng không?
tức là chu kỳ của 10 ngày và 1 ngày. Đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Nếu chúng ta đi chọn kinh. Trong ba bộ, bộ mộc, bộ hỏa và bộ thổ. Chúng ta thấy được điểm số cao. Ok. Yeah. Chúng ta có con số 8 ở đây, chúng ta có con số 7 ở đây. Chúng ta có 3, 4 đây, thì người là chúng ta chọn bộ mộc. Đi chọn kinh đúng không? Quý vị đồng ý thế này không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi chọn kinh ở tại bộ mộc. Đến đây tôi ôn lại cho quý vị nắm nè. Ôn lại nha. Sau khi quân bình xong, chúng ta có một cái nhìn là điểm số được tập trung nhiều nhất ở tại mộc. Kế đến là ở tại thổ và chót nữa là ở tại hỏa. Chúng ta có ba bộ mộc, hỏa và thổ. Mà chúng ta sẽ lấy quyết định ở tại bộ mộc đi chọn kinh thì điểm số của nó được cao hơn. Không cần biết là bệnh của họ sốt cỡ nào, hoặc sốt hoặc không sốt. Khi quý vị nghe mặt mà cái điểm đặc biệt của nó trong cái toa này, nó người xưa người ta để lại cho chúng ta là về sốt giải nhiệt, thì chúng ta có ba bộ mặt căn bản, đó là thốn quan sức, đúng không? Tôi ôn lại. Người xưa người ta nói là sử dụng huyệt đạo trong trường hợp này là để giải nhiệt. Khi nói đến nhiệt thì chúng ta liên tưởng đến cái nào? Chúng ta sẽ liên tưởng đến kim, đến hỏa và đến thử. Nó thuộc về nhiệt. Bộ hỏa mà nó mạnh, nó có vấn đề, nó đi hữu lực hay vô lực mà bộ hỏa của nó hiện hữu một cách rõ ràng, thì chúng ta thấy là nhiệt này là do hỏa nó gây nên. Đồng ý chưa? Nó bao gồm dương hỏa và âm hỏa, nó đang vậy. Kế đến là nếu mà hỏa nó không có liên can, tức là mặt ở tại bộ hỏa nó đi ổn định, nhưng mà riêng ở tại bộ kim, bộ kim nó quá mạnh hoặc là quá suy. Cái suy và cái mạnh đó nó cũng liên quan đến nhiệt. Tôi đưa thí dụ nha. Chúng ta có quẻ càn, chúng ta có quẻ khôn. Hai quẻ này, một quẻ hữu lực của một quẻ vô lực. Cái vô lực này thuộc nhiệt hay thuộc hàn? Nó thuộc nhiệt. Bởi vì nó đốt cháy cái khí, cái phần mà huyết này, cái phần mà hữu lực đốt cháy hết trơn này. Đây thuộc nhiệt. Khi nào mà cái này thuộc hàn? Không, nó vẫn nằm ở bộ kim. Bộ kim nó liên quan đến phần hàn và cả phần nhiệt nữa. Khi nào nó thuộc hàn? Khi mặt của nó đi cứng. Quý vị có nhớ bài không? Mặt trầm, chúng ta có phục, nhược và lao. Mặt lao là mặt trầm, nó đi cứng. Nếu mà nó đi mềm ở đây nó thuộc về nhiệt, mà nó đi cứng nó thuộc về hàn. Nó vô lực như vậy đó, nhưng mà mặt ấn xuống nó cứng lắm. Cái hàn khí của nó tụ, nó tích, nó phá, nó tạo thành hàn khí ghê lắm.
quý vị nghe mặt thì quý vị sẽ biết là tôi càng là tội nghiệp. Thế thì cái ăn kim này trong trường hợp này là nó đang nhiệt. Ok, cái nhiệt này là do kim nó tạo ra, không phải là do hỏa tạo ra, mà là do kim tạo ra. Kim nó làm cho nhiệt. Cái nhiệt này nó thuộc về táo, táo kim. Chúng ta nói đến ăn thử, thử nó cũng thuộc về nhiệt. Cái mặt của nó, mặt ở tại kim mà nó nhiệt tới đi cái gì? Đi đại, đi mặt đi lớn lắm quý vị. Anh này nó đi phù, cũng đi lớn lắm, đi phù. Cái này nó cũng có phù mà nó có cả đại, mà đại là chính. Riêng cái anh thử, cái nhiệt của nó đi cái gì? Đi sát, mặt đi rất là nhanh. Như vậy là cái nhiệt nó đang hoàn hành, hoặc là hỏa hoàn hành, hoặc là kim hoàn hành, hoặc là thử hoàn hành. Cái nhiệt của nó nằm ở một trong ba cái đó, hoặc hai trong ba cái đó, và cả ba luôn. Thế thì cái giá trị của khi đưa thời châm vào, chúng ta nhận thấy là ở tại mộc nó bao gồm điểm số 3, điểm số 7, điểm số 8 và điểm số 4. Như vậy là cái lực của mộc nó sẽ hóa giải cái nhiệt ở tại hỏa, tại kim và tại thử. Chẳng những nó hóa giải nhiệt ở tại kim, tại hỏa, tại thử, mà nó còn hóa giải luôn cái nhiệt ở đâu? Hóa giải, nó làm cho mất tiêu. Ở tại thổ có nhiệt không? Ở tại mộc có nhiệt không? Có luôn. Ở tại thủy có nhiệt không? Có. Có luôn. Cái thổ này, nếu mà nhiệt nó hiện hữu, thì nó đi như thế nào? Nếu thủy, nếu hàn hiện hữu, thì mặt ở tại thổ nó đi cái gì? Đi trì. Đi trì tức là cái hàn hiện hữu. Nhưng nó không còn đi trì nữa, nó sẽ lấy cái anh thử này nó hiện hữu. Mặt của thổ nó đi rất là nhanh. Ở thổ này mặt đi nhanh, đó là cái nhiệt của thử nó tấn công qua, nó lớn qua. Thành ra ở thổ này mặt nó đi nhanh, thì cái nhiệt này là cái nhiệt tại bộ thổ mà do thử nó chuyển qua. Đừng nghĩ rằng thổ nó là hàn, đừng nghĩ rằng thử nó là nhiệt. Nó tùy theo ở thử này có hàn hay không. Có. Khi nào nó đi hàn là bởi vì mặt ở đây nó đi theo cái dạng trì. Nếu ở thử này đi trì thì cái trì này ở đâu ra? Cái thổ nó đưa tới. Nếu ở thổ này đừng nghĩ rằng nó luôn luôn đi trì, nó có đi sát. Cái sát này là cái nhiệt do cái gì? Do thử nó đưa qua. Thử nó lấn đất dần dần, thổ nó lấn đất dần dần. Chúng ta coi cái anh mộc. Mộc là mặt của nó, bình thường của nó là nó đi khảm, đúng không? Mặt của nó đi mềm tức là dễ chữa. Mặt của nó đi khảm tức là chín mạch, đúng không? Khảm hết tức là chín mạch, có hữu lực. Mặt đi mềm tức là bệnh nhẹ. Cái anh mộc này nó thuộc về, nếu mộc hiện hữu thật là nhiều thì nó đi cái gì? Đi tế. Cái tế này là cái gốc của mộc. Ở đây có đi tế được không? Được. Nếu ở đây đi tế thì sao? Là mộc có tấn công. Ở đây thuộc thủy, nó đi tế được không? Đi tế được. Nếu nó đi tế thì sao? Là mộc nó tấn công. Khi mộc nó tấn công ở các mọi nơi thì các mọi nơi đó đều đi tế. Quý vị nắm cái này. Nhưng nếu mộc của nó biến mất, triệt tiêu luôn, thì cái nào hiện hữu? Cái kim này hiện hữu. Cái kim nó tấn công làm cho mộc triệt tiêu. Mà kim nó tấn công thì mộc đi gì? Đi đại. Bộ quan này nó đi rất là lớn, là kim nó đang tấn công qua. Dứt khoát là như vậy. Mà cái kim nó thuộc về nhiệt. Mộc đi đại tức là nhiệt của nó do kim nó đang hoàn thành. Mặt ở đây thuộc thủy, nó đi trầm. Thủy nó thuộc về hàn,
mất đi chồng. Nó có đi phù không? Có. À, ai nói không? Nó có đi phù. Đi phù đó là do cái gì đưa tới? Hỏa. Hỏa đưa tới làm cho nó nên phù. Đây là bệnh nhiệt mà do hỏa nó tấn công. Cái thủy nó mất tiêu, triệt tiêu. Thành ra trên lâm sàng, khi quý vị so sánh mặt, quý vị quan hệ giữa cái mộc cho tôi, thổ thử và thủy hỏa, đây là ba cái yếu tố căn bản nhất để quân bình lục khí. Đừng nghĩ rằng bộ huyết luôn luôn thuộc hàn, bộ khí luôn luôn thuộc nhiệt. Bệnh nó xảy ra, cái nhiệt nó tấn công qua cái hàn nó tấn công qua cái nhiệt. Dùng thủy để chữa cho các anh khác, dùng hỏa để chữa cho các anh khác, dùng thủy hỏa để quân bình cho các anh khác. Kim mộc cũng vậy và thổ thủy cũng như thế mà thôi. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề bộ mộc. Trong trường hợp này, trong năm, trong tháng, trong ngày và trong 10 canh giờ này, một canh giờ này, thì bộ mộc luôn luôn là ưu thế. Nó mạnh lắm. Chẳng những là nó hóa giải luôn cả cái nhiệt, cái hàn, cái trì, cái sát, cái té, cái đại. Thành ra khi chúng ta quân bình các huyệt xong rồi, chúng ta lưu ý đến chủ kinh bộ mộc. Dùng bộ mộc làm chính để quân bình, để đi hết kinh. Chọn bộ mộc đi chọn kinh, nắm chưa? Trong khi đi chọn kinh như vậy, quý vị sử dụng thêm huyệt chi cấu, thêm huyệt đại đôn. Đại đôn đó là nằm ở chính kinh, kinh can rồi. Huyệt hành giản cũng nằm trên chính kinh can rồi, trung phong cũng nằm trên chính kinh can rồi. Thì quý vị sử dụng thêm huyệt ở kinh tam tiêu, tức là huyệt chi cấu. Nó chọn luôn cả cái phần năm tháng ngày giờ. Sau đó rồi, quý vị quân bình ở tại bàng quang sử dụng huyệt du, nó có du, thêm huyệt ủy trung kinh cốt cũng chẳng cần thiết phải thêm, đúng không ạ? À? Đi chọn kinh nếu có thì càng tốt, bởi vì nó đã được cái nét quân bình rồi. Ở cái này không có du, quý vị sử dụng nội đình, dạy kê và danh sử. Mà huyệt danh sử là nó liên quan đến điểm số 2. Huyệt nội đình, huyệt nội đình dạy ghê là nó liên quan đến bộ hỏa. Không cần thiết là đi chọn kinh bộ hỏa, mà chỉ sử dụng hai huyệt này và huyệt thứ ba gian sử. Ở tại đây chúng ta có huyệt 5, điểm số 5 và 6, tức là hai huyệt cúc trì và hợp cốc. Thêm du huyệt. Quý vị nắm phần này chưa? Yeah. Nó rất là hay, hay lắm quý vị. Quý vị áp dụng đi, quý vị sẽ thấy cái giá trị của nó rất là cao. Nào bây giờ tôi bôi cái phần này đi nha, thắc mắc gì? Hay nói là dùng cái kinh can mà đi chọn kinh thì đi thử coi. Ok, nào bây giờ chúng ta, tôi hãy bôi hết đi nha. Không, đi chọn kinh vô cái đó hay là thì làm lại, để nguyên cái đó thì đi chọn kinh thêm hay sao? Ok, nếu mà giữ cái này, cái toa này đi chọn kinh vô cái mộc. Rồi. Thế nào là đi chọn kinh? Tỉnh tức là kinh. Tức là chúng ta sử dụng tỉnh. Hoặc là lấy kinh can, hoặc là lấy kinh tam tiêu. Nếu lấy kinh tam tiêu thì nó thuộc về dư mộc. Nếu lấy kinh can thì thuộc về âm mộc. Yeah. Rồi, bây giờ đi chọn kinh. Chúng ta sử dụng kinh can. Yeah. Bao gồm tỉnh. Tỉnh như chúng ta có đại lôn rồi, phải không? Yeah. Vinh có hành giản rồi, phải không? Du có rồi, phải không? Kinh huyệt chúng ta có trung phong rồi, phải không? Còn thiếu huyệt hợp nữa, tức là huyệt khúc trạch, đúng không? À, xin lỗi, khúc quyền. Chúng ta có năm huyệt tĩnh vinh du kinh hợp, đây là đi chọn kinh. Chúng ta có tĩnh của kinh can, có huyệt hợp ủy trung.
thêm về chi cấu, đúng không? Đi chọn kinh thêm về chi cấu. Rồi bây giờ chúng ta sử dụng, khi mà đi chọn kinh này á thì các kinh còn lại sử dụng nguyệt thành mộc, bởi vì lấy mộc làm chủ kinh. Mộc này nó phân phối đều cho các năm bên kia, do đó bắt buộc năm bên kia phải sử dụng nguyệt mộc. Ở tại hỏa, mộc huyệt ở tại vị và tại kinh tâm bào nếu có. Ở trên kinh tâm bào quý vị châm danh sự, sử dụng danh sự phải quân bình nó. Như vậy là huyệt mộc của kinh vị là huyệt gì? Giải khế. Có rồi, đúng không? Huyệt mộc của đại trường là cốc. Có rồi, đúng không? Mộc huyệt ở bàng quang là huyệt du. Mộc huyệt ở tại đởm. Ở đây chúng ta có, ở trên kinh tâm có huyệt thiếu xung. Xong. Nếu trên kinh đởm là trong huyệt tỉnh túc, hiểu không? Đúng không? Huyệt tiền gốc là huyệt thành mộc. Như vậy là cái toa này đã ổn định. Xong, chọn kinh can, nắm chưa? Rồi bây giờ quý vị tìm cho tôi kỳ kinh bát mật nằm ở đâu? Thầy, tại vì hơi còn xuyên chút là cái bài đầu mình học đầu tiên á, đi chọn kinh thì thường thường là không có du. Ok. Rồi các cái kia có du cộng thêm cái mộc. Ok. Thành ra cái này nó hơi quên, hơi lộn là vậy đó. Ở đây chúng ta xác định hai cái anh này là có du. Tôi sẽ trở lại cái phần ôn lại bài. Chúng ta có hai nét chính. Tôi trở lại nha. Chúng ta lấy mộc làm nền tảng. Cái mộc này làm chủ kinh, có du trong trường hợp này. Cái mộc này là chủ kinh không có du trong trường hợp kia. Nắm chưa? Ở đây có du thì ở đây có du, đúng không? Chúng ta có 4 du, 2 du của kim mộc và 2 du của thổ thử. Đúng chưa? Yeah. Thì chủ kinh này có du. Bây giờ chủ kinh kia không có du. Không có du thì sao? Mộc không có du thì kim không có du. Bốn cái kia có du. Yeah. Cái đó là cái nguyên tắc, cái căn bản. Đồng ý không? Đồng ý. Còn thấy rắc rối không? Bắt đầu bớt, gỡ từ từ, đúng không? Gỡ từ từ. Nào, chúng ta sẽ học, coi như ta học rồi, bây giờ sẽ ôn lại. Ở đây kim mộc không có du, thì bốn anh này có du. Ở đây là kể cả hai trường hợp này là bốn du. Đồng ý không? Đồng ý. Chúng ta sẽ có hai trường hợp, chỉ có hai du mà thôi. Có nghĩa là ở đây không có du, chúng ta sẽ chọn thêm hai cái không du nữa. Tức là bốn cái không du, hai cái có du. Đó là trường hợp khác. Chưa học tới. Sự thực ra khó học rồi nhưng mà quên. Tại vì tôi chưa nhấn mạnh tới.
cũng giống như ở đây, chúng ta đang có hai cái có dù, thêm hai cái có dù nữa, nhưng mà trong trường hợp khác, hai cái có dù này là đủ rồi, bốn cái kia không dù. Tức là nó đi vào trường hợp khác nữa, mà chúng ta đã học rồi, nhưng mà tôi chỉ lướt qua mà thôi, không có đi sâu. Ok, đến đây thông chỗ này chưa? Rồi. Tức là trụ kinh không có dùng, bốn cái kia có dùng, trụ kinh có dùng, thêm hai cái dùng nữa là chúng ta có không có dùng hai, bốn dùng và hai không dùng, đồng ý chưa? Rồi, bây giờ trong cái toa này, quý vị cho tôi biết kỳ cái bát mặt nó nằm ở chỗ nào? Có dùng. Đương nhiên là nó sẽ nằm ở tại có du. Đúng chưa? Thổ thử và kim mộc. Rồi, bây giờ đưa kỳ kinh bát mạch vào nha. Trước hết, khi đưa kỳ kinh bát mạch vào, chúng ta phải nhìn thứ nhất, không có huyệt lạc. Ở trong chỗ không có du. Ở tất cả các kinh không có huyệt lạc. Ở toa này có huyệt lạc chưa? Chưa có. Như vậy là chúng ta loại đi được một đối thủ lạc huyệt. Như là các huyệt lạc như là Phong Long, Đại Trung, Thông Lý, vân vân. Đúng chưa? Loại đi lạc huyệt ở đây may quá không có huyệt lạc. Thì quý vị sử dụng kỳ kinh bát mạch nó nằm ở trên đường kinh nào mà có huyệt du, đó là cái điểm căn bản nhất. Chúng ta thấy kim mộc có du thì như vậy chúng ta sẽ chọn kỳ kinh bát mạch ở tại kim mộc. Chúng ta có thủy hỏa không có du thì kỳ kinh bát mạch không được phép nằm ở tại thủy hỏa. Chúng ta có thổ thử có du thì chúng ta được quyền chọn kỳ kinh bát mạch ở tại đấy. Nắm chưa? Rồi, ở phế, chúng ta nói đến phế. Kinh phế là kinh có hiện hữu kỳ kinh bát mạch, tức là vật liệt huyết hội của nhâm. Bàng quang nó có huyệt thân mạch. Ở kinh can không có huyệt kỳ kinh. Ở kinh tam tiêu có huyệt kỳ kinh, đó là ngoại quan. Ở đây có huyệt du thì ở trên chi cấu, ở trên kinh tam tiêu thêm huyệt du cũng được, không thêm cũng được, bởi vì kinh can này cái âm mộc của nó đã có du rồi, đúng không? Đi chọn kinh có du. Nắm chưa? Rồi. Ở tại thổ, vì có du cho nên chúng ta có huyệt kỳ kinh hiện hữu. Đại trường không có huyệt kỳ kinh, nhưng kinh tỳ có huyệt kỳ kinh, đó là huyệt công tôn. Tôi không ghi ở đây, ghi ra đây nhiều quá rồi quý vị rối. Tôi chỉ giảng sơ qua, lướt qua thôi. Ở trên kinh tỳ thì ở đây nó có huyệt du này, chúng ta có thể thêm du huyệt ở đại trường hoặc là du huyệt kinh tỳ, tức là huyệt thái bạch, và thêm du huyệt công tôn. Xong chưa? Xong. Ở trên bộ thử chúng ta có huyệt du trên kinh đợm, chính là huyệt kỳ kinh, tức là túc long cấp. Ở trên kinh tâm không có huyệt kỳ kinh. Nắm chưa? Rồi. Ở trên bộ thủy không có du huyệt, nhưng chúng ta có thể sử dụng một huyệt kỳ kinh, đó là huyệt chiếu hải. Được chưa? Rồi. Rồi. Bây giờ nói đến khí huyệt nè. Khi nói đến kỳ kinh là chúng ta nói đến khí huyệt. Khí huyệt nó hỗ trợ cho kỳ kinh. Nhớ điểm đó. Lạc huyệt thì không, lạc huyệt chính hóa không đụng tới, nhưng khí huyệt chúng ta được phép sử dụng. Huyệt khí sử dụng trong trường hợp này là nó nằm ở đâu? Sáu kinh hết. Nói chung là 12 đường kinh. Nếu chúng ta loại bỏ khí huyệt đi thì
chúng ta sẽ loại bỏ cái ăn nào? Cái ăn mà nó không có huyệt kỳ kinh, tức là thủy hỏa. Chúng ta có du, chúng ta có kỳ kinh, chúng ta thêm khích huyệt. Khích huyệt càng thêm nhiều thì càng mạnh chừng đó. Nắm cái phần đó. Khi khích huyệt hiện hữu thì lạc huyệt không xuất hiện. Rồi chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta nếu thêm huyệt ngoại kết. À, từ từ đi rồi. Thêm huyệt từ từ, chúng ta có một cái nhìn. Trước hết, ngoại kết chúng ta sử dụng như thế nào? Trước hết, chúng ta xét đến kinh âm và kinh dương. Kinh âm thì ngoại nội kết của kinh âm là vinh và kinh, nội kết của kinh dương vinh và nguyên. Ở trên kinh can chúng ta có huyệt vinh không? Đi chọn kinh mà nó có huyệt vinh. Đi chọn kinh nó phải có huyệt kinh. Như vậy là cái ăn can này là có vinh và có kinh rồi. Đúng không? Thì hai cái ăn thổ thử, thủy và thổ có, nên có thêm hai huyệt thuộc vinh và kinh. Kinh tâm, kinh tỳ thêm vinh và kinh, kinh thận thêm vinh và kinh, để nó đi vào nội kết thuộc âm. Sự thật ra thưa quý vị đã sử dụng đi chọn kinh này. Ok, quý vị đã nắm được cái giá trị của kỳ kinh bát mạch và các du huyệt rồi. Thì quý vị không cần sử dụng nội kết, không cần sử dụng ngoại kết, cũng vẫn có điểm như thường. Chẳng qua là tôi thêm để cho quý vị nhớ bài. Coi như là tôi học dùng cho quý vị, đúng không? Rồi, tôi thấy có nhiều người cười. Khoái. Nào bây giờ, nói đến nội kết, thì kinh can đi chọn kinh tức là có nội kết rồi. Nó thuộc về âm, thành ra kinh tỳ và kinh thận thêm huyệt, thêm hai huyệt mỗi kinh, huyệt nội kết. Ở trên kinh tỳ thêm huyệt vinh và kinh. Ở trên kinh thận thêm hai huyệt vinh và kinh. Bây giờ hỏi bài nè. Vinh huyệt của kinh thận tên gì? Nhìn cao. Kinh huyệt của kinh thận tên gì? Phục lưu. Vinh huyệt của kinh tỳ là? Đại đô. Đúng không? Kinh huyệt của kinh tỳ là thương? Thương cưu. Rồi chưa? Rồi. Về phần âm, chúng ta có vinh và kinh. Về phần dương, chúng ta có vinh và nguyên. Chúng ta xem chỗ này. Nguyên huyệt hợp cốc là vinh huyệt ở trên nguyên huyệt, là huyệt nội kết của kinh đại trường. Đúng không? Chúng ta có thể thêm vinh và nguyên ở tại đây. Tức là nội kết phần dương. Tức là nếu chúng ta thêm, ở đây là huyệt nguyên rồi, thêm huyệt vinh, tức là huyệt tiền cốc, đã tương dương nhị gian, xin lỗi, nhị gian và hợp cốc, tức là hai huyệt vinh và nguyên thuộc về nội kết của dương, thì chúng ta trên kinh tam tiêu và trên kinh tiểu trường sẽ châm hai huyệt vinh và nguyên để quân bình phần huyết. Nhiều huyệt quá châm nó mệt, đúng không? Nhưng mà đi từ từ như vậy chúng ta sẽ thấy nó mệt nhưng mà vui. Chúng ta nghe mặt chúng ta thích, mặt chuyển chúng ta thích lắm, quý vị. Bệnh nó lui tại chỗ luôn.
sốt cỡ nào cũng hạ nhiệt được. Mà cái hạ nhiệt đó là cái gì? Nhiệt của nó sau khi nó hạ xong là nó đưa về cái gốc của nó, chứ nó không chạy lung tung nữa. Nó chạy lung tung, nhiệt nó chạy lung tung là nó chạy như thế nào? À, tức là cái phù thuộc về hỏa, nó không nằm ở vụ hỏa, mà nó chạy qua bên bộ thổ, bộ thổ nó đi phù. Nó chạy qua bên bộ mộc nó đi phù. Tức là hỏa nó chạy lung tung. Nhưng khi quý vị sử dụng các vật này thì hỏa nó quy tức, tức là nó về cái gốc của nó. Thì quý vị sẽ thấy hạ nhiệt người bệnh, nhiệt của nó hạ, hạ một cách rõ ràng mà chúng ta cảm thấy nó vui. Châm nhiều mà nó vui nằm chỗ đó. Có ai còn thắc mắc gì không? Bây giờ à, nào, bây giờ nói đến phần huyệt ngũ hành mà chuyển qua lục khí nha. Ok, ôn lại chút xíu chỗ này. Bây giờ chúng ta có rất nhiều huyệt trong cái toa này, chúng ta có rất nhiều huyệt. Bây giờ bốc đại một huyệt, tôi sẽ bốc đại huyệt danh sử, một huyệt danh sử. Lúc giờ chúng ta sẽ xếp ta, sinh ta. Mà huyệt danh sử trước chúng ta sử dụng chưa? Tức là cái huyệt chúng ta sử dụng huyệt danh sử là ta, sinh ta, khắc ta chưa? Có. Ok, bây giờ chúng ta lấy huyệt danh sử nha. Bởi vì huyệt danh sử nó nằm ở cái dạng điểm số 2. Một năm. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta xét nè. Chúng ta lấy danh sử, bốc đại một huyệt để chúng ta xét. Chưa, chúng ta lấy cái dạng bằng ta. Bằng ta của nó chính là thử. Tôi ghi đây là chữ thử. Chúng ta lấy ngoại kết nha. Chúng ta lấy ngoại kết của danh sử. Nội kết chúng ta tính sơ sơ rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta lấy ngoại kết của danh sử. Chúng ta xem huyệt ngoại kết thuộc dương gồm có tĩnh và tĩnh và kinh. Huyệt ngoại kết thuộc âm chúng ta có tĩnh và ập. Nhớ chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tính ngoại kết thuộc âm và dương của danh sử. Danh sử làm thử, đúng không? Chúng ta sẽ tìm thử huyệt nào mà tĩnh của nó dương nha, tĩnh dương và kinh dương hành thử. Tức là huyệt tĩnh của kinh tiểu trường hành thử và huyệt kinh của kinh tam tiêu hành thử. Kinh tam tiêu tức là huyệt, tức là chúng ta có hai huyệt. Huyệt thứ nhất là huyệt thiếu trạch, đúng không? Tính của tiểu trường là thiếu trạch. Thêm một huyệt nữa tức là kinh của kinh tam tiêu chi cấu. Chúng ta có hai huyệt thiếu trạch và chi cấu. Như chi cấu trên này có rồi, đúng không? Nhưng mà chúng ta tìm cái này, chúng ta tìm ra. Rồi chưa? Hệ dương chúng ta có hai huyệt. Bây giờ chuyển qua hệ âm bằng với thử là thử của kinh âm. Chúng ta lấy tĩnh huyệt và huyệt hợp nào mà hành thử? Không có, đúng không? Ở kinh âm chúng ta có kinh phế làm thủy,
Kinh Tâm Bào Hoàn Thổ, kinh tâm là mộc, hợp huyệt của nó không có hành hành thử. Như vậy là Phật Dương chúng ta có hai cái. Còn năm không có. Chúng ta không tính huyệt hợp của kinh Dương. Huyệt hợp của kinh âm tức là tĩnh và hợp, là thuộc về ngoại kết. Đúng chưa? Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta xét đến sinh là cái ta sinh. Ta sinh, thử sinh một, đúng không? Thử sinh một. Chúng ta sẽ tính hai cái nét. Dương, một dương và một âm. Hành mộc, nhớ nha, hành mộc dương nào mà tĩnh và kinh thuộc mộc thì kinh dương không có, đúng không? Kinh dương tĩnh của đại trường là kim, tĩnh của tâm tiêu là hỏa, và tĩnh của tiểu trường là thử. Huyệt kinh cũng vậy, huyệt kinh của nó là hỏa, là kinh thử và kim. Như vậy là ở trong cái phần dương chúng ta không có huyệt. Chúng ta qua phần âm. Tĩnh nào mà hành mộc, tức là tĩnh của kinh tâm. Tĩnh của kinh tâm hành mộc, tức là huyệt thiếu, thiếu xung. Cứ nhớ quân bình nha, tĩnh kinh tâm hợp kinh dương. Rồi, chúng ta có huyệt thiếu xung rồi. Chúng ta có thêm huyệt mộc nào thuộc hợp hay không? Huyệt hợp của kinh âm tức là huyệt khúc trạch. Hành mộc tức là kinh tâm bào. Chúng ta có huyệt khúc trạch. Chúng ta có hai huyệt. Đúng chưa? Bây giờ ta sinh xong rồi, bây giờ sinh ta. Sinh ta tức là ở đây ta là thử. Chúng ta sẽ kiếm hành thủy. Hành thủy thì chúng ta có âm và dương. Kinh dương, tĩnh và kinh luôn luôn là không có hành thủy, đúng không? Như vậy là kinh dương, đại trường, tâm tiêu, tiểu trường không có huyệt thủy. Chúng ta quan kinh âm. Kinh âm thì chúng ta có tĩnh của phế hành thủy, tức là huyệt thiếu, thiếu thường. Và huyệt hợp của kinh tâm, tức là huyệt thiếu, thiếu hại. Tính của kinh phế và tính của kinh tâm, hai huyệt đó hành thủy. Nhớ khi châm thiếu thương, tính của kinh phế là có huyệt hợp trên tính, đúng không? Tính kinh tâm hợp kinh dương. Xong, bây giờ chúng ta sẽ tính qua cái nét khắc. Ta khắc, khắc ta nó chỉ là một mà thôi. Thử khắc thổ, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có thổ. Thổ dương và thổ âm. Thổ dương chúng ta không có huyệt, tức là tĩnh và huyệt kinh không có hành thổ. Chúng ta qua kinh âm, chúng ta có tĩnh của kinh tâm bào và xích trạch, tức là huyệt hợp của kinh phế, tức là huyệt trung xung và huyệt xích trạch. Thì đến đây chúng ta có một cái nhìn ba huyệt tĩnh của kinh âm, ba huyệt hợp của kinh âm nó đều xuất hiện. Nó chỉ có hai huyệt, một tĩnh của kinh dương và một kinh của kinh dương, đó là huyệt thiếu trạch và huyệt chi cấu. Thì cái nhóm này nó giúp cho chi cấu. Chúng ta không cần quân bình nữa, đúng không? Nó đã quân bình rồi. Thắc mắc gì không? Thắc mắc thì nhiều lắm. Thắc mắc thì nhiều lắm. Tại sao mọc có trình thử? Nó khác.
Sao cơ? Cái ta là thử, thì cái thủy sinh. Cái này là ta, bằng ta, hành của nó là thử. Hai vật này là hành thử. Tại sao ta sinh, thử sinh mộc. Thử làm sao sinh mộc? Thì tình giá. Trời đất ơi. Thử. Giờ chắc là tôi mộc nó mới cho chị học á. Kim thủy thử mộc hỏa thổ, học thuộc lòng cái đó là sao? Rồi bây giờ chúng ta có thể ngưng ở đây. Kim thủy thử mộc hỏa thổ. Kim thủy thử. Rồi bây giờ chúng ta ngưng ở đây, quý vị chúc vị khỏe mạnh. Nhớ tuần sau chúng ta không có lớp.